ơi, anh có nhu cầu muốn mua cây hoa ngọc lan mà hoa vàng đúng không? Đây em chọn cho anh. Thực ra là vườn rất là nhiều. Đợt này không khó gì để mà chọn những cái cây mà nó có luôn cả hoa đeo lên trên cả cây để anh biết chắc chắn rằng đây là bông hoa vàng ạ. Bông hoa dài to không ạ? Rất là dài và rất là to. Màu vàng ạ. Nụ rồi ạ. Đây ạ. Các cái cây ở đây khá đẹp nhé, toàn là một thân rất là đẹp như này. Cái hàng mục ngọc lan này thì ít nữa nó sẽ to lên, nhưng mà mình mà kiếm được những cái cây một thân như này thì ít nữa cây đó lên sẽ rất là đẹp. Vườn nhà em thì bạt ngàn luôn ạ. Trắng vàng đều có ạ. Đây là bông cây hoa màu trắng đấy ạ. Thực ra là nhìn lá là biết ngay cây nào là cây trắng, cây nào cây vàng. Bởi vì đây cây vàng ấy, cái phần lật lá lên nó giáp giáp đấy ạ. Nhưng còn cây trắng thì lá nó rất là mịn. Đó, lá vàng và lá trắng ạ. Nên là nhìn lá thôi là biết, cái cây này là biết ngay nó là cây hoa ngọc lan trắng ạ. Còn cái cây này ạ là biết ngay chắc chắn là cây vàng ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây hoa ngọc lan, hoa vàng và hoa trắng ạ. Nhiều cây đây này nụ rất là đẹp. Đó. Hoa vàng ạ. Thì vui lòng liên hệ 0977973535 ạ nhé. Bạt ngàn, số lượng rất là nhiều, cây rất là đẹp.